Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán hoa lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 6 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những cái mặt hàng kg, rất nhiều những mặt hàng kg mà hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có đấy ạ. Hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị này, hoàng nhạn tháng 4, một cái dòng hoàng nhạn hoa cực kỳ là thơm và năm nay thì hàng hoàng nhạn tháng 4 này phải nói là rất là hiếm rồi cô chú anh chị nhá. Hiện tại hoa đang nở hoa như thế này này cô chú anh chị này, thơm nức mũi luôn ạ. Một hai bông nở thôi mà đã quá là thơm rồi cô chú anh chị này. Hoàng nhạn tháng 4 này em bán với giá là 600.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. 600.000 cho 1kg hoàng nhạn tháng 4. Và hàng rừng thì cũng không sẽ không tránh khỏi là một số cây có thể bị dập lá một xíu cô chú anh chị nhé. 600.000 cho 1kg hoàng nhạn tháng 4 ạ. Và bên này là lô kiều vàng cô chú anh chị nhìn này. Đó. Kiều vàng rất là xinh luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1kg kiều vàng. Còn bên này đây là về rất là nhiều dáng hương quế tím và hàng em cũng đã chọn lựa và cắt tỉa rất là kỹ rồi. Và quế tím, cô chú anh chị có thể lên Google để search biết mặt hoa tím đậm đà, rất là xinh, bông hoa vươn cao tím đậm rất là đẹp luôn. Với giá em bán quế tím này và hoa của nó cũng rất là thơm của chú anh chị nhé, hoa cực thơm luôn dòng quế tím này đấy ạ. Với giá em bán 140.000 cho 1kg dáng hương quế tím. Còn bên này là dòng dáng hương bạch nhạn này. Dáng hương bạch nhạn em bán với giá là 150.000 cho 1kg. Dáng hương bạch nhạn hôm nay về thì cây khá là lớn và dòng hoa trắng muốt cũng thơm dịu tuyệt vời. Và tiếp theo bên này là dòng lan Mỹ Dung Dạ Hương. Một cái dòng lan mà hoa trắng, bông to và đặc biệt là thơm vô cùng quyến rũ khi đặc biệt là khi về đêm. Và bên này là dáng hương đuôi sóc của hàng hôm nay, rất là xinh luôn, hàng lá xếp đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Nói chung là lá xếp và cũng có sẽ có lẫn một số cây là nó có thể là hơi cong teo một chút xíu, nói chung hàng rừng mà không tránh khỏi cô chú anh chị này. Với giá em bán dáng hương đuôi sóc này là 130.000 cho 1kg. Và bên này là hoàng phi hạc, hàng mầm cực đẹp luôn, mà dòng hoàng phi hạc này thì cô chú anh chị biết rồi, hoa phải bền rất là bền trên một tháng cô chú anh chị nhé. Em bán với giá hoàng phi hạc này là 140.000 cho 1kg hoàng phi hạc nhé. Còn bên này đây là long tu đá mầm xanh mướt luôn cô chú anh chị này, với giá chỉ 130.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị, lấy nửa kg cũng được một giò xinh rồi. Và bên này hôm nay em cập bến rất nhiều dòng dáng hương tam bảo sắc lá xếp, một dòng hàng rất là phổ thông, dễ thuần, dễ chăm mà cái mùi hương thì vô cùng ngọt ngào và quyến rũ. Chỉ cần một bông nở thôi là đã rất là thơm rồi cô chú anh chị ạ. Đó, dáng hương tam bảo sắc hàng lá xếp như vậy cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán lô xô to nhỏ lấn lộn với nhau. Cô chú anh chị nhìn kỹ tình trạng hàng cho em ạ. Hàng hôm nay vừa về thì rất là xanh tươi đẹp như thế này. Tuy nhiên thì khi đến tay cô chú anh chị có thể có một số cây là có thể bị vàng chân lá một xíu cô chú anh chị nhé. Dáng hương tam bảo sắc hôm nay giá nhẹ nhàng với giá chỉ 140.000 cho 1kg cho cô chú anh chị sưu tầm. Một dòng lan mà phải nói là rất nên có và không nên thiếu cho bất cứ một người chơi lan nào bởi mùi hương quá tuyệt vời của nó. Và bên này đây là dòng hoàng thảo lụa vàng cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hàng mầm quá đẹp luôn và cô chú anh chị nào mà đã được ngắm hoa lụa vàng rồi thì em nghĩ chắc chắn là cực kỳ ấn tượng về nó, hoa rất là đẹp. Đặc biệt là dòng hàng này, nếu như những người dòng lan này thì em thấy là có một số người nước ngoài người ta đã sưu tầm và lên hình phải nói là cực đẹp luôn. Hoa khi mà nở, hoa to, sắc màu rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp, lụa vàng này bền rất là bền ạ. Em bán lụa vàng này với giá là 180.000 cho 1kg hàng hôm nay thôi nhá. Hàng đẹp mà giá rất là yêu thương của chú anh chị này. Và bên này là dòng lan ngọc thạch bắc ạ. Hàng chuẩn 3 màu bắc, tím, vàng, trắng, rất là xinh. Ngọc thạch 3 màu bắc, hàng hiện tại thì đang cũng đã đi qua mùa hoa rồi và đang mầm rất là đẹp luôn, dòng hoa cực sai luôn cô chú anh chị nhé. Giá 160.000 cho 1kg ngọc thạch 3 màu bắc ạ.
Rồi tiếp theo bên này là dòng lan hoàng lạp này. Hôm nay em lại cập bến lô hoàng lạp, cô chú anh chị nhìn này. Có những rề rất là to đẹp luôn. Cái rề như vậy mà khi mà cô chú anh chị lên giòn ra hoa thì thôi rồi ạ. Hàng cũng đang bắt đầu lên mầm cô chú anh chị nhá. Giá chỉ 130.000 cho 1 kg thôi, mà đây là hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng. Một dòng hàng cũng dễ thuần dễ chăm mà hoa cực đẹp, được nhiều người chơi lan ưa thích ạ. Dòng lan hạc vị này em xin phép hạc vị Bắc nhá, chuẩn Bắc. Và hoa hồng, cánh hồng rất đẹp. Giá là 220.000 cho 1 kg. Còn bên này đây là dòng lan Sơn Thủy Tiên hàng Bắc ạ. Sơn Thủy Tiên hàng Bắc với giá là 180.000 cho 1 kg. Hàng Sơn Thủy Tiên này hiện tại thì nó cũng đang bắt đầu lên mầm cô chú anh chị nhá. Đang bắt đầu là chuẩn bị mùa mầm mới ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm lại cái lô dáng hương tam bảo sắc của nhà em hôm nay. Về rất là nhiều luôn, đẹp như thế này. Rồi bên này đây là dáng hương đuôi chồn này cô chú anh chị này. Chồn thì hoa rất là sai mà đặc biệt là cực kỳ là bền hoa. Hoa giống với đuôi cáo nhưng mà hoa của đuôi chồn thì rất là sai hoa, bền hoa. Giá hương đuôi chồn với giá 200.000 cho 1 kg. Đây là cái mùa đang là mùa ghép rất là tuyệt vời nhá. Nhà em có một cái chậu có 2 cây thôi mà hoa đã nở hơn một tuần nay rồi. Mỗi một cây 2 vòi hoa phải nói là rất xinh luôn. 200.000 cho 1 kg giá hương đuôi chồn. Rồi tiếp theo bên này là cái dòng lan nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng cô chú anh chị nhé. Dòng lan nhất điểm hồng hoa cánh trắng nuột nà luôn. Với giá em bán nhất điểm hồng này là 130.000 cho 1 kg. Hoa trắng nuột luôn và cái họng điểm một xíu hồng cực xinh nhá. 130.000 cho 1 kg. Đặc biệt hôm nay em về cái lô hàng mà mặt hoa cực đẹp luôn. Bông hoa thân nhỏ mập nụ như vậy mà hoa thì rất là tuyệt vời. Đó là dòng lan bạch hỏa hoàng ạ. Bạch hỏa hoàng với giá em bán là 360.000 cho 1 kg. Mà em bán từ 0,3 kg trở lên. Tại vì cái hàng này nó, cái giả hành nó nù nù ngắn ngắn như vậy mà cô chú anh chị, nên là được rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt là bông hoa to xinh lắm luôn ạ. Cánh trắng và cái họng điểm màu, cái màu hồng rất là đẹp. Còn bên này là kiều cánh tua. Kiều cánh tua với giá là 160.000 cho 1 kg. Bên này đây là hàng Đai Châu khai thác bóc chuẩn rừng cô chú anh chị nhé. Khai thác bóc chuẩn rừng nên là sẽ cực kỳ là khỏe luôn, hàng đẹp, tình trạng hàng như vậy. Và với Đai Châu này, với những cái cây Đai Châu mà số cây rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 10 cây, em xin phép được bán với giá là 540.000 cho 1 kg. Còn những cái cây mà nhỏ hơn, tức là rơi vào khoảng tầm 12 cho đến 20 cây hoặc là hơn thì em xin phép được bán với giá đây ạ. Những cây này là sẽ là cây giống nhỏ hơn cô chú anh chị nhé. Những cây nhỏ hơn nó rơi vào khoảng tầm 12 cho đến 20 cây, 12 cây trở lên ấy, em bán với giá là 600.000 cho 1 kg hàng giống Đai Châu rừng. Đùi gà bóc chuẩn rừng vùng Cao Bằng quê em đây ạ. Xanh tươi nuột nà như vậy với giá 200.000 cho 1 kg. Chỗ này chắc hơn 1 kg thôi cô chú anh chị này. Và bên này là một cái lô phi điệp vàng. Toàn bộ cái lô phi điệp vàng này em bán 120.000 cho lô phi điệp vàng này. Và em có một cái phần huyết nhung vàng cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Xinh không ạ? Được một giò quá đẹp luôn. Huyết nhung vàng một ít như vậy thôi, em bán cái chỗ này được một giò đẹp luôn. Em bán 80.000 cho lô huyết nhung vàng này. Còn đây là hoàng thảo đơn cam này. Hiện tại đang lên mầm rồi. Và cây lô đơn cam này thì dài đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Dài đẹp xinh như vậy với giá em bán là 550.000 cho 1 kg. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng đơn cam mà nó dài đẹp. Còn bên này là dòng đơn cam hàng ngắn này. Rất là ngắn luôn cô chú anh chị ạ. Bây giờ cũng đang lên mầm khô và ngắn, đang lên mầm như thế này. Hàng này thì em sẽ bán thanh lý với giá là 500.000 cho 1 kg thôi. Đó, hàng rất là khô, khô và cũng đang lên mầm cô chú anh chị nhé. Hàng này thì em sẽ bán từ 0,2 kg, cô chú anh chị cứ yên tâm. Nói chung là nhìn xấu mã nhưng mà mầm xinh ơi là xinh luôn cô chú anh chị này. Đó, nhìn khô cong queo như vậy thôi nhưng mà đảm bảo với cây giống. Còn hàng bên này thì xanh tươi và mướt hơn với giá em bán là 550.000 và dài, nó sẽ dài hơn. Nói là dài nhưng mà dòng đơn cam này thì nó vẫn sẽ có lẫn một số những cây nhỏ và cái chiều dài của nó cô chú anh chị thấy á. Có những cây có thể lên đến hơn một gang tay, còn cái này thì chỉ trong lòng bàn tay thôi cô chú anh chị này. Đấy. Mà cây thì màu ngắn ngắn. Rồi tiếp theo đây là hoàng thảo nghệ tâm này cô chú anh chị này. Hoàng thảo nghệ tâm nhìn cây rối tinh như vậy thôi nhưng mà khi mà lên giò thì phải nói siêu xinh luôn, rất là đẹp luôn. Em bán một bó hoàng thảo nghệ tâm rất là to như vậy nhá, với giá chỉ có 50.000 cho một bó thôi. Cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp luôn ạ, một giò to đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Và ở đây thì em còn có một lô thạch hộc tía, một loại lan và một loại vị thuốc phải nói là vô cùng là quý.
Lô này có lẽ cũng là sẽ là cái phần cuối cùng của thạch hộp tía trong mùa hoa năm nay em sẽ bán, tại vì bây giờ nó qua mùa hoa rồi và mầm cũng lên rất là nhiều luôn rồi, là qua đi thì em sẽ không bán nữa, đợi đến mùa sau. Thì cái lô thạch hộp tía này em xin phép rất là nhiều luôn ạ, bán với giá là 300.000 cho toàn bộ. Thôi em sẽ để tách ra nhở, tách ra để cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì sưu tầm. Em sẽ chia đôi cái lô thạch hộp tía này ra, em bán mỗi một lô như vậy, mỗi một lô như vậy với giá là 150.000 cho một lô đây. Đó, hai lô cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là những chậu địa lan quân tử này cô chú anh chị này. Cái dòng lan quân tử, một cái dòng lan mang ý nghĩa rất là tuyệt vời. Nếu như nói về ý nghĩa phong thủy, nó là tượng trưng cho sự tài lộc, vận may và sự thịnh vượng cho gia chủ. Còn nói về cái ý nghĩa thực tế thì dòng lan quân tử này nó có một cái ý nghĩa thực tế vô cùng là tuyệt vời, đó là nó có thể giúp mình loại bỏ cái chất khí độc hại trong không khí, loại bỏ những cái tia sóng từ điện thoại hay là tivi cô chú anh chị nhé, sẽ tạo cho một cái không gian gia đình thật là trong lành, với khoảng không thật là trong lành. Và một cái chậu địa lan quân tử to và đẹp như vậy, cây trưởng thành nhá, em bán với giá là 75.000 cho một chậu, 75.000 cho một chậu địa lan quân tử. Một cái dòng hàng phải nói rất nên có cho mỗi gia đình, để trong phòng khách, phòng làm việc hay là trong phòng ngủ, khi mà mình ngắm lá hay là ngắm hoa thì đều rất là tuyệt vời. Cái dòng này hoa cũng rất là bền và đẹp ạ. Tiếp theo sang bên này đây thì em có những cái hình dáng hương đuôi cáo, những cái phần cáo rời, những cây cáo hoa phân nhánh rất là xinh, với những cái phần phi điệp tím, hàng bắc chuẩn rừng vùng Cao Bằng, hàng đang hoa đang nụ, những cây lá mít, những cây lá mít và bông hoa cánh hồng sáp bóng hồng siêu xinh luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Em xin phép giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên là hình số 1, cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Hình số 1, một dề phi điệp tím hình của vùng Cao Bằng, thân nù mà lá mít rất là đẹp, lá mít, lá gân, cánh sáp bóng rất là lá gân, lá dày rất là đẹp luôn ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em nhé, lá mít rất là to và đẹp luôn như thế này. Một dề rất là đẹp luôn, hàng thân nù, vừa mới cái hàng này thì nó vừa mới sổ hoa xong rồi ạ. Thân rất là mập và khỏe, đang đi ngọn rất khỏe luôn như vậy. Em bán dề này với giá là 500.000 cho một cái dề thân lá mít rất là đẹp luôn. Đó, là hình số 1, 500.000 cô chú anh chị nhé. Mà cô chú anh chị biết rồi, cái giá của hàng lá mít, điệp lá mít không phải là rẻ đâu. Với giá 500.000 này phải nói là những cái dề điệp như vậy quá là xinh luôn. Hình tiếp theo là hình số 2, cô chú anh chị nhìn cho em này. Hình số 2 là một cái dề điệp mà hiện tại đang sổ hoa. Và cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em, ngắm tạm cho em một cái khuôn bông hoa điệp của vùng Cao Bằng ạ. Cô chú anh chị có thể thấy cái sắc tím hồng rất là đẹp luôn. Sắc tím hồng rất là đẹp luôn. Và cô chú anh chị nhìn ạ, cánh sáp bóng nhá, mắt nhung đen phân rõ, môi tuyết rất là xinh như thế này cô chú anh chị này. Đó, đây là hoa này thì hiện tại đang bị cụp, bởi vì đây là cái vào thời điểm buổi tối, cánh không cong và nó cũng chưa bung hết, chưa bung hết cô chú anh chị nhé. Váy dề điệp đó, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là mặt bông rất là xinh này, mà cực thơm luôn. Dề điệp hình số 2 này em bán với giá là 480.000 cô chú anh chị này, hoa rất là sai. Rồi tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này cũng là một cái dề bản lá dày tròn rất là đẹp như thế này. Và cái hình số 3 này em bán với giá còn đang có một nụ xinh xinh thì cô chú anh chị này. Nói chung là cái này thì chắc cũng không phải là nó nở hết hoa đâu, mà là có thể là vận chuyển đóng gói thì là nó bị rụng như cái dề này này. Cái dề số 2 này em bán với giá là 400.000 cho dề số 2, thân mập khỏe và còn đang có một nụ. Hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này thân mập ú ụ luôn cô chú anh chị này, thân mập ú ụ luôn mà bản lá dày thì thôi rồi. Bản lá dày thì thôi rồi ạ, lá gân rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, và đang đi ngọn cực khỏe luôn cô chú anh chị nhé. Cái dề số 4 này em bán với giá là 450.000 cho dề số 4, kèm theo 3 thân già như vậy để cô chú anh chị thoải mái ươm kỳ. Tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, lá dày rất là đẹp nhá, hoa cũng vậy cô chú anh chị ạ. Nói chung là cái lô này đều là môi rất là xinh, môi tuyết rất là xinh, cánh hồng đẹp lắm luôn cô chú anh chị nhé. Cánh tím hồng đậm rất là đẹp luôn, phải nói như vậy. Hoa quá yêu luôn ạ. Và cái hình số 5 này em bán với giá là 300.000 để cô chú anh chị sưu tầm nhé. 300.000 cho hình số 5. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6. Hình số 6 này thì đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Cái lá này to, dày và rất là đẹp.
Hình số 6 này em xin phép được bán với giá là 420.000, hình cũng đang hoa nhé, 420.000 cho hình số 6. Và hình số 7, hình số 7 đấy ạ, một dề gồm có hai mầm mà hoa cực sai luôn. Cũng thế cô chú anh chị này, nói chung là lô điệp này là dân người ta bóc chúng cùng một cái nhóm dề như nhau. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái bông hoa này thì đã nở căng rồi đấy ạ. Nở căng rồi, cô chú anh chị ngắm cho em cái mặt hoa, cái môi này. Môi của nó đấy ạ. Môi tim rất là xinh luôn đây cô chú anh chị. Cong tim rất là xinh luôn. Cánh sáp hồng cực đẹp luôn. Đây cô chú anh chị nhìn này. Cái bông hoa rất là xinh như thế này. Đó. Và cái dề này em có hai mầm như vậy mà có một mầm này bị gãy mất rồi. Thôi cái dề này nếu như cô chú anh chị nào yêu thích thì giá thỏa thuận với em đi, không thì em sẽ cho vào vườn cái dề này. Lá mít này cô chú anh chị này. Rất là dày. Tiếp theo là hình số 8 với giá là 500.000 cái dề này. Cái dề này 500.000 còn đang nụ một vài nụ kia. 500.000 cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này với giá là 330.000, một cái dề cũng là hàng bản lá mít đấy ạ. 330.000 nhá. Thân rất là nụ. Hình tiếp theo hình số 4 đang rất là nhiều nụ luôn. Về đến tay cô chú anh chị cái này khả năng cũng sẽ bung thôi, bởi vì bây giờ nó đã chuẩn bị he hé rồi. Thì cô chú anh chị này, hình số 10 em bán với giá 420 cho dề này. Và tiếp theo hình số 11 350.000, trời ơi cũng đang nụ quá đẹp luôn ạ. 350.000 cho hình số 11. Hình số 12 với giá 300.000 đây, cũng đang nụ nhỏ nhỏ, về cô chú anh chị sẽ được ngắm bông hoa xinh xắn của nó nhé. Hình số 12 với giá 300.000. Và hình số 13, hình số 13 đang quá là nhiều nụ luôn cô chú anh chị này. Nhiều nụ hồng đẹp không cô chú anh chị? Bên ngoài nó còn hồng rất là đẹp luôn. Nó cái dề này em bán với giá là 520.000 cho cái dề này. Và hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này em bán 300.000 cô chú anh chị nhá, 300.000 ạ. Và hình số 15 cũng đang có một nụ rất xinh này, thân mập mạp khỏe mạnh đang đi ngọn đẹp như vậy. Hình này em bán 330.000 cho dề này, là hình 15. Hình số 16 360.000 cho dề này đang nụ luôn cô chú anh chị này. Đang 4 nụ ở đây. 4 nụ đây. Đó, nói chung là để về ngắm hoa đẹp thì cô chú anh chị có thể về chăm đến sang năm thì mình sẽ có một giò rất là xinh để ngắm hoa đấy ạ. Hình 36 này với giá là hình 16 này với giá 360. Hình số 17, hình số 17 có một nụ thôi, 260 hình số 17. Và hình số 18, đây cô chú anh chị này, he hé đẹp không? Đó. Đang hai nụ he hé đấy ạ. 260 cho hình 18. Hình 19 nguyên một dề đang nụ. Nó có một thân hoa, hai thân hoa, ba thân, bốn thân đang hoa như vậy, bốn thân đang vừa nụ, chuẩn bị bung. Cái dề này mà ra hoa sổ hết thì thôi rồi, quá đẹp luôn. Giò này nói chung cái dòng lan này thì em thấy là rất là sai hoa cô chú anh chị ạ. Cái dề này thì bốn thân hoa và kèm theo vô khối thân già nguyên một dề luôn. Nguyên một dề và hiện tại đang có ba mầm, bốn mầm tơ lên rất là đẹp như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Giò này em xin phép được bán với giá 2.800.000 cho hình số 19 này đây ạ. 2.800.000. Hình số 20, một cái dề cũng là hàng thân lá dày. Dày không thể dày hơn luôn cô chú anh chị ạ, lá gân mít rất là đẹp. Cái dề này em xin phép được bán với giá, mặt hoa thì em quay thôi nhá. Cái dề này em xin phép được bán với giá 600.000. Hình tiếp theo là hình số 21. Hình số 21 này cô chú anh chị này. Hình số 21 này em bán 560 đang nụ. Đang nụ 560 một dề rất là đẹp luôn. Đó. Hình số 22, hình số 22 một dề này cũng đang nụ kìa ạ. Hình số 22 này đẹp, 360.000 có một nụ thôi cô chú anh chị nhá, một dề này 360. Hình tiếp theo là hình số 23 một dề ngắn ngắn cũng thân lá rất là dày đang đi ngọn đẹp như vậy. Đang ba nụ luôn. Yêu lắm luôn cô chú anh chị này. Cái dề này em bán 280.000. Hình số 24 cũng 280.000 cho dề này, 280.000. Hình này thì nở hoa rồi, xong rồi. Hình tiếp theo hình 25. Hình số 25 còn hai nụ cực xinh luôn. Hình 25 280. Hình tiếp theo hình 26. Vận chuyển đóng gói dụng hết nụ rồi. Hình số 26 này đây ạ. Hình 26 này thân lá như vậy nhá. Dày, thân rất là đẹp. Hình 26 này em bán với giá 320.000, quá đẹp luôn cho dề này. Hình tiếp theo hình số 27 đang nụ này cô chú anh chị này. Dề này đang rất nhiều nụ luôn ở trên kia ạ. Hình số 27 480 cho hình 27. Và hình 28 một cái dề này. Ba thân già kèm theo rất là khỏe đẹp như vậy. Ôi trời ơi, 250.000 cho hình 28.
Và hình 29 là một dề cũng đang nụ này, ba nụ ở trên kia. Một dề rất là đẹp như vậy với giá em bán là 350.000. Và tiếp theo là hình số 30. Hình số 30 một cái dề này. Đấy, thân cực khỏe luôn ạ. Hình này em bán 260. Và hình số 31 350.000, 350.000 dề này còn đang hai nụ nhá. 350.000 cho hình số 31. Hình số 32 với giá 300.000. Trời ơi, có hai nụ đấy, đang có hai nụ này. Đó, 300.000 cho hình số 32. Và hình số 33, một cái dề mà thân tím ngắt luôn này. Một kiến thân tím ngắt như vậy, 140 cho hình 33. Mặt sổ số, cái lô này là lô khác của chú anh chị ạ. Hình số 34, các kiến nhỏ siêu đẹp, 1, 2 kiến này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7, 8 kiến nhỏ nhá. 8 kiến nhỏ mini. 8 kiến nhỏ mini này em bán 200.000 cho hình này. Và hình số 35. Hình số 35 này 180 thôi, quá rẻ luôn, siêu rẻ luôn. 180 cho hình số 35. Hình số 36 300.000. 300.000 cho dề này cô chú anh chị này. Và hình số 37 200.000. Một kiến này 200.000. Hình tiếp theo hình số 38. Hình này vẫn còn đang một nụ sinh này. Hai nụ sinh này. Hình số này em bán 260 nhá, hình 38. Hình số 39 360 cô chú anh chị nhìn cho em ạ, rất là đẹp như vậy. Hình số 40. Hình số 40 cũng còn vài nụ đấy ạ. Hình số 40 này em bán với giá là 360.000 cho dề này, thân nụ rụt luôn nhé. Hình tiếp theo hình số 4. Hình số 40 360. Hình số 41 208 này đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, cái dề này đang nụ 208, hình số 41. Tiếp theo bên này là những cái giò đen rô xuân nhá, hàng thuần trong nước cô chú anh chị nhá. Khi mà nở hoa thì cái dòng này hoa phải nói là quá là đẹp xuất sắc luôn. Cô chú anh chị mà chưa, cô chú anh chị mà giá ở đây thì phải nói là nó rất là rẻ với cái vẻ đẹp của nó so với cái độ bền hoa cũng như là vẻ đẹp của dòng này. Thì hôm nay em sẽ bán những cái giò đen rô xuân này với giá phải nói là quá là yêu thương, quá là rẻ luôn ạ. Hình số 42 với giá chỉ 160 thôi cô chú anh chị này. 160 có còn có 3 ngọn lành đang đi ngọn nhá. Có 2 ngọn bị hỏng này, bị gãy này cô chú anh chị này. Đó. Giò này 160.000 thôi cho hình 42, có một số mầm cũng đang lên. Và tiếp theo hình số 43 cũng 160, rất là nhiều mầm. 160 phải nói siêu rẻ luôn, 160 hình 43. Hình số 44 ạ, hình số 44 này cô chú anh chị này. Hình số 44 này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho hình số 44. 180 cho hình 44. Và hình số 44A. Hình số 44A đây ạ, 44A rất là xung xuê luôn. Hình 44A này em bán với giá là 180.000 cho hình số 44A. Cô chú anh chị lấy cái giò này thì về chắc chắn là cô chú anh chị lấy một giò rồi, đến khi mà nó nở hoa chắc chắn cô chú anh chị nào cũng sẽ rất là tiếc nuối nếu như mình không lấy nhiều. Thực sự luôn, hoa phải nói quá là tuyệt vời. Hình số 44A 160. À đâu, 160 đâu, hình này là 180 chứ. Hình số 44A là 180. Và hình số 45. Hình số 45 này là 150.000. Hình số 45 150.000. Hình số 45A cũng 150.000 ạ. Sang bên này sẽ là những cái giò trầm tím, hàng bóc chuẩn rừng. Và hàng này thì em đã em vừa mới ghép xong, cũng đã gắn phân và cây bắt đầu đang bám rễ rồi cô chú anh chị này. Đang bắt đầu bám rễ rồi nhá, bám rễ rồi ạ. Đây ạ. Và giò này là giò số 46. Cô chú anh chị nhìn thân già rất là mập khỏe như vậy. Cây đang bắn rễ và đã hiện đang 4 mầm, đang có cây, đang có một thân cho nụ. Cô chú anh chị có thể về ngắm hoa trong mùa này. Cái giò hình 46 này em bán 200.000 cô chú anh chị nhá, 200.000 ạ. 200.000 cho dề giò trầm 46 này. Giò 47. 47 này cô chú anh chị nhìn cho em này. 47 này có 2, 4, 5, 6, 7, 8 thân mầm ngắn dài tất cả luôn. Giò này em bán 250.000 và cũng đang có thân có nụ đây, cô chú anh chị này, có 3 nụ rất là xinh đây. Về cô chú anh chị chăm sóc là lên mập mạp ú ụ luôn ạ. Hàng này thì em không có bón phân thuốc gì đâu nên cô chú anh chị về cứ rất là yên tâm luôn đây ạ. Đang bán rễ rất là khỏe rồi. Mà giá thể thì em cũng xử lý rất là kỹ luôn. Rồi tiếp theo là hình số 48 của chú anh chị này, nụ quá trời tím luôn. Trời ơi, nụ tròn vo tím đậm đà như thế này. Hình số hình này
có 1, 2, 3, 4, 4 mầm, 4 mầm lớn và thêm 2 mầm nhỏ đây. Cái giò này em bán 180.000 cho giò này cô chú anh chị nhá. Hình 48, 180. Và hình số 49 ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này, bông hoa trầm đây ạ. Tròn xe rất là xinh như thế này. Giò trầm hình số 49 này em bán với giá là 200.000, còn tất cả là 5 mầm ngắn dài. Và hình tiếp theo là hình số 50. Hình số 50 này cô chú anh chị này, mầm khá là dài rồi, dễ bám khá khỏe rồi. Đã có 1 mầm, 2 mầm, 3, 4, 5 mầm. 5 mầm ngắn dài và cũng có cây đang, một cây này đang hoa, còn một cây đang nụ này. Đó. Rồi 150.000 à, 180.000 à. 180.000 cho giò số 50 này. Rồi tiếp theo đây là hình 51, 50A là một hình dáng hương đuôi cáo nhé, chú ý chị nhé. 50A một hình dáng hương đuôi cáo này có tất cả là 13 cây. Em bán với giá là 180.000, xanh mướt mát, đẹp đẽ luôn. Hình tiếp theo hình số 51. 6 cây to đùng luôn cô chú ý chị này, 200.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 52. Cô chú ý chị nhìn thấy cho em một phần cáo xếp nhé. Có tất cả là 7 cây cáo xếp, có những cây xếp rụt rất là đẹp luôn. Đó, bản lá to, ngắn, đẹp luôn. Cái phần cáo này em xin phép bán 250.000 cho hình 52. Và hình 53, 180.000. 180.000 có 13 cây. Hình tiếp theo, hình số 54, 220.000 cho hình 54 này. À, 180.000 cho hình 54 này có tất cả là 22 cây cáo. Hình tiếp theo là hình số 55, 180.000 có tất cả là 17 cây cáo. 17 cây cáo, cô chú anh chị nhé. Mùa này đang là cái mùa ghép tuyệt vời nhất trong năm ạ. Hình tiếp theo hình số 56, một phần cáo nhiều cây xếp xinh luôn. Có tất cả là 10 cây cáo nhưng trong đó có những cây cáo xếp rất là đẹp, hình này 190.000. Hình tiếp theo hình số 57. Một phần cáo này có tất cả là 26 cây lớn nhỏ luôn, với giá em bán là 160.000. Hình tiếp theo là hình số 58, một phần cáo 6 cây rất là to. 6 cây rất là to và đẹp như thế này. Hình này em bán 220.000. 220.000 cho hình 6 cây cáo to đẹp này cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình số 59, cũng là 6 cây cáo khá là lớn. Hình này em bán là 180.000. Hình tiếp theo hình số 60. 60 một phần cáo này 180.000 có 19 cây. 19 cây cáo xinh đẹp như vậy. Có 180.000 thôi, về cô chú anh chị làm một trụ một giò quá đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 61, 150.000, hình này có 10 cây, 150.000. Và hình tiếp theo, hình số 62. 62 giò cáo này, phần cáo này có tất cả là 15 cây, với giá 190.000 cho hình số 62 này. Hình 63 là một giò cáo thuần này. Một giò cáo thuần này có 4 cây và đang một vòi nụ, chú anh chị về có thể được ngắm hoa xinh. Một giò cáo thuần này em bán 200.000 có 4 cây. Đó, bám dễ, thuần cái giò này là nguyên bản luôn đấy cô chú anh chị ạ. Chẳng có em treo ở trong vườn lâu rồi thôi. Giò này với giá 200.000 nhá, 4 ngọn, một cây đang hoa. Và tiếp theo hình số 64, cô chú anh chị nhìn cho em, một cây cáo hoa phân nhánh xếp rụt. Hoa phân nhánh xếp rụt, siêu đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây này thì mấy hôm nay nó nắng nóng quá nhiều nên là cái bản lá của nó hơi bị héo tóp lá như vậy này cô chú anh chị này. Còn nếu mà không bị nắng nóng mà cây này mà căng lá thì phải nói là nó quá là tuyệt vời luôn. Đó, cái ngọn cáo này này. Rất nhiều cặp lá và hàng xếp rụt cô chú anh chị nhá. Xếp rụt ạ. Và cây này thì đang có hai vòi hoa mà cả hai vòi hoa đều phân nhánh. Và một cái kiểu hoa phân, kiểu phân nhánh này thì nó cũng là một, chính là một cái dạng đột biến của dòng cáo đấy ạ. Bản lá thì cực to luôn cô chú anh chị nhé. Cây này lá top như vậy mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy là bản lá vẫn còn rất là to nhé. Đấy, cô chú anh chị cứ yên tâm, chơi cáo nhiều thì cô chú anh chị biết rồi, cái cây cáo này về mình chăm tưới sẽ hồi trở lại. Cây cáo hình số 64 này em bán 600.000. Và cái khúc gỗ này thì khá là to, khá là to nên là trước khi em đóng gói vận chuyển cho cô chú anh chị sẽ, em sẽ bổ đôi cái khúc gỗ này ra nhá. Đó, hai vòi hoa phân nhánh, rất nhiều cặp lá, cả hai vòi đều phân nhánh hết này cô chú anh chị này. Đó, bao nhiêu cặp lá đây, không bỏ lá chân luôn cô chú anh chị này. 2 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 cặp lá luôn cô chú anh chị ạ. Rồi tiếp theo là hình số 65. Cái giò cáo này có 3 ngọn đang hai vòi hoa rất là xinh. Em bán 200.000 cho giò này, 200.000 cho giò 65 này. Hình số 66, 180.000, có 4 cây đang một vòi hoa rất là xinh luôn ạ. Rồi ạ, đây là những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em đang có này.
Đó, rất nhiều những mặt hàng lan hôm nay bên em đang có. Ngoài ra thì em còn có thêm những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan cô chú anh chị nhé. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan thì bên em có chế phẩm, trước tiên là chế phẩm ạ. Em có kích kỳ duy đỏ 60.000 cho một ống này. Kích kỳ duy xanh giá là 70.000 à 50.000 cho một ống. Thuốc trị dẹp và các loại sâu gây hại cho cây trồng 25.000 cho một gói. Kim Kim Boom, cái thuốc đặc trị phòng và đặc trị các loại bệnh gây hại cho cây trồng với giá là 30.000 cho một gói. Bả sen rất là to luôn với giá là 20.000 cho một gói. Hùng Nguyễn với giá là 25.000 cho một gói, 50.000 cho một cặp. Atonic, rất là nhiều tác dụng luôn, 10.000 cho một gói thôi, dùng được khá lâu đấy cô chú anh chị này. Và cái phân bón là phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa, đồng giá 30.000 cho một lọ. Và cái loại phân bón NPK cũng dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa, cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ Tiến, keo liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ, B12 với giá là 30.000 cho một lọ. Ngoài ra thì em có B12 à, dây buộc lan nhá, dây buộc lan này bằng đồng này. Vặn rất là tiện lợi, chỉ cần cô chú anh chị chỉ cần buộc và vặn lại thôi, không phải thắt nút, rất là tiện lợi luôn. Và một cái cuộn dây như vậy rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ, thoải mái dùng với giá 70.000 cho một cái cuộn dây buộc lan này. Ngoài ra thì em còn có vỏ thông phân dê, dớn vụn, dớn đĩa và chậu nhựa móc treo nhá. Và đặc biệt em vẫn có cái sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Và một cái sản phẩm mà nguyên liệu từ địa phương, sản xuất tại địa phương, không qua trung gian, đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành. Một lọ như vậy có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, đồng giá em bán là 30-40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Và cái sản phẩm tinh dầu hồi này cô chú anh chị có thể lên Google để biết thêm về những cái tính năng dược liệu vô cùng là tuyệt vời và quý giá của dòng tinh dầu hồi này. 40.000 cho một lọ và nó rất là thơm. Ngoài cái mùi hương phải nói là tuyệt vời này thì nó còn có rất là nhiều cái tác dụng dược liệu quý giá. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái sản phẩm, những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở lan rừng em. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.